Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần. Thưa quý vị, nếu như trong tuần trước chúng tôi đã cùng quý vị ghi nhận những diễn biến sốc của thị trường chứng khoán Việt Nam và chứng khoán toàn cầu trước dịch bệnh COVID-19, thì tuần này đà giảm của thị trường đã giảm bớt. Tâm lý của các nhà đầu tư hiện nay như thế nào? Họ đang có chiến lược đầu tư ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi chứng khoán cuối tuần với chủ đề đầu tư chứng khoán thời COVID-19. Điều thú vị ở thị trường chứng khoán Việt là thời điểm hiện tại là dù đang đối mặt với nhiều khó khăn nhưng phần lớn các nhà đầu tư đều rất trung tình. Chứng khoán mất điểm, các nhà đầu tư lao đao vì sắc đỏ nhưng rất ít nhà đầu tư có suy nghĩ tiêu cực là rời bỏ thị trường, ghi nhận sau của phóng viên kênh truyền hình VTV. Khi đưa ra câu hỏi có khi nào nhà đầu tư nghĩ sẽ rời bỏ thị trường, nhất là ở giai đoạn khó khăn như hiện tại hay không, phần lớn câu trả lời nhận được đều là không. Với nhà đầu tư Trần Tiến Dũng, anh cho đây là cơ hội mua cổ phiếu giá rẻ. Như hiện nay rất nhiều doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tốt mà thị giá dưới cả giá trị sổ sách, mà kết quả kinh doanh tốt cộng với cả chúng ta tính lãi suất và tính cổ tức trả thì chúng ta thấy có rất nhiều cổ phiếu có thể lãi suất tốt hơn nhiều. Cái lợi tức từ đầu tư chứng khoán nhiều hơn. Chúng ta lấy ví dụ như RE chẳng hạn. Hiện nay thị giá hiện nay đang là cổ phiếu để mua để lấy cổ tức tốt nhất, cũng như là một số cổ phiếu giả sử như ngân hàng ACB chẳng hạn. Họ trả 30% mà thị giá hiện nay chỉ 22.000 và thậm chí rằng xuống dưới 21.000, 20.050 đồng hôm trước. Bản thân tôi cũng đang mua vào những cổ phiếu tốt. Khi khủng hoảng này thì chúng ta có thể lựa chọn thời điểm mua. Không ai, tôi khẳng định rằng 20 năm trên thị trường và tôi là một cơ thủ phải nói là rất có kinh nghiệm cũng như là bản lĩnh ở trên thị trường. Tôi khẳng định rằng không ai có thể bán được từ đỉnh và không ai mua được tận đáy. Chúng ta chỉ tìm những điểm mua tốt nhất để chúng ta mua vào và nắm giữ. Chứ còn không một ai, và khẳng định với các bạn là trên thế giới cũng thế, không ai có thể mua được đáy và không ai bán được tận đỉnh. Đấy là nguyên tắc của một nhà đầu tư trung thực. Còn đối với nhà đầu tư Đặng Đình Hiệp, ông cũng có chia sẻ về kết quả đầu tư và chiến lược đầu tư của ông trước đại dịch như sau. Sắp sửa đến đại hội cổ đông rồi, năm tài chính năm 2019 kết thúc vào ngày 31 tháng năm tài chính là năm 2019 thì là sắp sửa kết thúc. Cái kết quả rất là tốt, thì rõ ràng là đấy là những tin mừng. Hai nữa là nhà nước đã hỗ trợ rất nhiều cho các doanh nghiệp để mà làm sao cho các doanh nghiệp có thể là vượt qua cái khó khăn khủng hoảng này và đến khi mà vừa chấm dứt cái dịch COVID-19 là có thể là yên tâm là sản xuất ngay đấy. Mà thế là cái thứ ba. Cái thứ ba nữa là chúng tôi lại vẫn đề nghị một cái đề nghị từ lâu nay rồi, đề nghị với Quốc hội, đề nghị với Chính phủ là phải cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là một cơ quan độc lập như các cơ khác để làm sao cho có thể là những cái biến động trên thị trường chứng khoán là chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thể là can thiệp ngay, phát biểu ngay trên đài để mà trấn an dư luận và trấn an tinh thần, chứ không thể để là vì cái Covid này mà chúng ta cứ lặng im không nói gì thì các nhà đầu tư rất buồn. Trên sàn giao dịch chứng khoán hiện tại chưa hề có cổ phiếu mang tên tình yêu, nhưng có lẽ với mỗi chứng sĩ, mỗi cổ phiếu đã lựa chọn đều có thể là một cổ phiếu như vậy. Và có lẽ ngoài việc tìm kiếm lợi nhuận từ cổ phiếu, mỗi nhà đầu tư cũng có một tình yêu sâu đậm với thị trường. Và bây giờ, họ vẫn đang ở lại. Vâng, thưa quý vị, không rời bỏ thị trường mà vẫn chung một niềm tin. Những tâm tư của các nhà đầu tư và các thành viên thị trường hiện nay đang mong mỏi điều gì, đặc biệt là trong hoàn cảnh dịch diễn biến phức tạp như hiện nay. Mời quý vị cùng theo dõi tiếp tục những ghi nhận ngay sau đây. Ông Bùi Thế Tân, Giám đốc khối dịch vụ chứng khoán khách hàng cá nhân công ty chứng khoán SSI đề xuất, cơ quan quản lý cần có thêm giải pháp để gia tăng thanh khoản cho thị trường, như việc sớm nghiên cứu áp dụng cơ chế giao dịch trong ngày. Trước mắt, cơ quan quản lý có thể nghiên cứu để áp dụng margin cho một số cổ phiếu tốt, đủ tiêu chuẩn trên sàn Upcom để tăng thanh khoản và thu hút thêm dòng tiền của nhà đầu tư vào thị trường. Ông Trần Hải Hà, Tổng Giám đốc công ty chứng khoán MB cho biết, bên cạnh một số vấn đề liên quan tới phí, cần gia hạn thêm thời gian hợp đồng margin để tạo điều kiện giảm áp lực cho nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường giảm và biến động lớn.
Ông Nguyễn Quang Bảo, Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Bản Việt cũng cho hay, cơ quan quản lý cần có chính sách và quy trình rõ ràng hơn để nhà đầu tư ngoại dễ dàng đầu tư hơn vào các mã đang hết room trên thị trường. Ông Vũ Đức Tiến, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội SHS nhận định, cần có giải pháp để dòng vốn hỗ trợ đến được với doanh nghiệp và nhà đầu tư trên thị trường. Thị trường Việt Nam vẫn hấp dẫn vì được đánh giá là quốc gia khá an toàn trong đại dịch. Đồng thời Việt Nam cũng đang có nền kinh tế vĩ mô khá tốt, hay nói cách khác là trong thách thức có cơ hội. Ủy ban chứng khoán nhà nước phải kiểm soát chặt được cái giao dịch ở trên thị trường. Chúng ta phải xem các công ty chứng khoán họ có thao túng trục lợi từ cái việc này không, bởi vì khi thao túng trục lợi trên thị trường chứng khoán thì toàn từ các tổ chức mà ra hết, chứ không phải nhà đầu tư cá nhân hay một nhóm nhà đầu tư cá nhân không làm được cái gì cả. Ở đây tất cả là do các tổ chức thôi. Và chúng ta biết rằng là không ai là không biết hiện nay Ủy ban chứng khoán nhà nước đang tiếp tay cho cái vô tình tiếp tay cho các công ty chứng khoán họ trục lợi trên thị trường chứng khoán từ cái việc giao dịch chứng quyền. Chúng ta biết họ vừa có nghiệp vụ tự doanh, bảo lãnh phát hành, tư vấn niêm yết thì cho họ lại phát hành chứng quyền, cho nên là họ hoàn toàn thao túng được cái chỉ số index. Do đó mà các nhà đầu tư thiệt hại rất lớn từ cái việc đó. Và cái mong muốn của tôi lớn nhất là Ủy ban chứng khoán nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán truyền thông cái việc mà công ty chứng khoán nào mà lấy phí giao dịch thấp để cho các nhà đầu tư biết. Thứ nữa là chúng ta, Ủy ban chứng khoán nhà nước phải thực hiện đúng cái T2 như cam kết của mình. Hiện nay tôi vẫn mua vào thứ 2 và thứ 5 tôi mới bán được. Thực ra đấy vẫn là 4 ngày chứ không phải là 2 ngày T cộng 2 đâu, không đúng. Chúng ta phải thực hiện rút ngắn lại để cho thị trường nó chuyển động nhanh. Tôi mong muốn rằng là sớm, nhanh chóng là trong kỳ họp quốc hội sắp tới hoặc là sau đại hội đảng 13 thì chúng ta sẽ có một quyết định rất là mạnh mẽ là cho Ủy ban chứng khoán nhà nước thành một cơ quan độc lập để mà có gì quyết định nhanh chóng trên thị trường, ổn định ngay. Thế, ngay từ lúc đầu thì có thể là gặp khó khăn về cơ cấu tổ chức, về những cái biện pháp bỡ ngỡ ban đầu, nhưng sau một thời gian Ủy ban chứng khoán nhà nước sẽ ổn định ngay và làm tốt ngay, như vậy là rất là nhanh nhẹn. Đấy thì là có thể là không phải là ngày 1, ngày 2 cũng được, nhưng mà ổn định tâm lý của các nhà đầu tư rất quan trọng. Mặc kệ cho các nhà đầu tư nước ngoài có thể rút vốn đi, thế nhưng mà đối với các nhà đầu tư trong nước chiếm tuyệt đại bộ phận phần vốn ở trong nước, nó là thị trường chứng khoán là kênh dẫn vốn lớn nhất của Việt Nam. Vậy thì chúng ta tại sao chúng ta không động viên cái người ở trong nước đây? Có những phí họ vẫn lấy 0,25, 0,35 tùy từng lệnh, và có những công ty chứng khoán lấy 0,15 cho tất cả các giao dịch. Và hiện nay tôi vừa mới mở một tài khoản mới tại một công ty chứng khoán mới là họ chỉ lấy có 0,03. Đấy là điều rất tốt. Đây là cái kiến nghị bao nhiêu năm trời của tôi. Các công ty chứng khoán phải được tự do cái thực hiện cái phí giao dịch, bởi vì cái phí giao dịch của mình là đắt nhất thế giới. Trước sự hoang mang và mong mỏi của các nhà đầu tư và thành viên thị trường, cơ quan quản lý và các công ty chứng khoán đang có những chính sách hỗ trợ gì? Chúng tôi sẽ tiếp tục ghi nhận qua phóng sự sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đưa ra thông điệp đến các nhà đầu tư chứng khoán như sau. Chúng tôi mong rằng các doanh nghiệp, các tổ chức tài chính trung gian và các nhà đầu tư cần vững tin vào nội lực của nền kinh tế, vào các giải pháp của chính phủ và các bộ ngành, cũng như sức bền của thị trường chứng khoán Việt Nam nhằm góp phần hỗ trợ thị trường lấy lại đà tăng trưởng, đặc biệt là tránh những phiên bán tháo không cần thiết. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ báo cáo Bộ Tài chính một số giải pháp góp phần giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp hoạt động trong ngành chứng khoán và cho nhà đầu tư, trong đó có giải pháp cắt giảm một số loại giá dịch vụ chứng khoán và nới lỏng một số quy định về giao dịch ký quỹ margin áp dụng cho giai đoạn trước mắt. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị sẽ tăng cường theo dõi giám sát các diễn biến của thị trường để kịp thời đưa thông tin chính thống minh bạch cho thị trường, trấn an tâm lý nhà đầu tư, xử lý nghiêm những hành vi thao túng trục lợi do dịch bệnh hoặc tung tin đồn thất thiệt để trục lợi. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ xử lý hồ sơ mua cổ phiếu quỹ của doanh nghiệp trong vòng 1 ngày thay vì xử lý trong vòng 7 ngày như quy định tại thông tư số 162/2015 của Bộ Tài chính. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán giảm mạnh về cả điểm số lẫn thanh khoản, nhiều công ty chứng khoán đã giảm lãi suất cho vay, ký quỹ margin, giảm phí giao dịch để kích cầu. Công ty chứng khoán SSI tung gói ưu đãi margin 2.000 tỷ đồng với lãi suất 9% một năm kể từ ngày 1 tháng 3 năm nay, nhằm mục đích tiếp tục hỗ trợ mang đến cho nhà đầu tư những chính sách tốt hơn trong bối cảnh thị trường chứng khoán có nhiều biến động phức tạp.
Còn theo công ty chứng khoán KB Việt Nam, sản phẩm KB Amazing được áp dụng khi mở tài khoản tại thời điểm này. Bên cạnh được miễn phí giao dịch, nhà đầu tư còn được hưởng mức lãi suất margin ưu đãi 9,5% một năm trong 3 tháng đầu tiên. Sau đó, mức phí cố định và lãi suất được trở về mức bình thường, áp dụng tương ứng là 0,15% đến 0,25% và 10% đến 14,5%. Tại công ty chứng khoán Mirae Asset, từ nay cho đến ngày 30 tháng 6, công ty này triển khai chương trình ưu đãi lãi vay margin từ 9,5 đến 9,9% một năm dành cho cả khách hàng cũ và khách hàng mở mới tài khoản tại đây. Công ty chứng khoán Techcombank áp dụng mức phí giao dịch 0,1%, thuế 0,1%, lãi margin 11,5%, ứng trước tiền bán 11,5% một năm đối với nhà đầu tư mở tài khoản tại đây. Trong bối cảnh thị trường hiện tại, việc chủ động giảm phí giao dịch, giảm lãi margin của các công ty chứng khoán sẽ hỗ trợ phần nào cho các nhà đầu tư. Ngoài ra, mới đây Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam VACPA cũng đã có văn bản lên Bộ Tài chính đề nghị giãn thời gian nộp báo cáo tài chính năm 2019 cho các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán. Xung quanh ta, lúc này thì có chẳng hạn như Hồng Kông, Singapore, các thứ, thì người ta cũng đã công bố lùi cái thời hạn nộp báo cáo tài chính được kiểm toán rồi. Thì cái đó là cũng là cái thực tiễn. Thì hội cũng đã có văn bản đề nghị với Bộ Tài chính. Thì sau đó thì đề nghị Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Sau đó thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản trả lời và Bộ Tài chính cũng có trả lời. Thứ nhất là về nguyên tắc thì họ chấp thuận. Nhưng thứ hai là giải quyết không phải là hướng dẫn một cách đại trà, bởi vì nó là không bình thường. Cho nên giải quyết không theo kiểu đại trà, mà giải quyết theo hướng, tức là gì? Những doanh nghiệp nào, những tổ chức nào mà rơi vô cái trường hợp cụ thể bị vướng mắc như vậy. Thí dụ như cán bộ tài chính bị cách ly, thí dụ như thủ trưởng tài chính bị cách ly, hay là bị dịch, hay là các thứ, hay là kiểm toán viên bị các thứ, thì làm báo cáo cụ thể cho Bộ Tài chính. Đồng thời theo luật ấy, thì được lùi nhưng phải báo cáo ngay cho Bộ Tài chính. Để Bộ Tài chính có cái phản hồi thuận lợi cho cái hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính năm niên độ năm 2019. Thì cái này thì hội cũng đã công bố cái văn bản đó và hướng dẫn cho các hội viên để làm. Nhưng cũng may là cho đến thời điểm này thì chú chưa nhận được cái văn bản nào của doanh nghiệp mà đề xuất lờ lùi cả. Đó là điều may mắn. May mắn vì sao? Vì thứ nhất là không bị dính dịch. Thứ hai là nó không bị ảnh hưởng quá nhiều đến cái tiến độ làm báo cáo tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm. Nó liên quan đến hoạt động nghề nghiệp. Vâng, thưa quý vị, hy vọng với những nỗ lực trấn an thị trường từ nhà quản lý cũng như giảm lãi suất margin từ các công ty chứng khoán, thì thị trường chứng khoán Việt sẽ lấy lại được những điểm số đã mất và vượt qua đại dịch. Chương trình chứng khoán cuối tuần cũng xin được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.